Rồi chào các bạn đến với kênh của mình á, chuyên về đánh bắt cá cơm. Đây hiện tại mới lên được cá này, cá này khoảng là 15 kết đó các bạn. Đó, chạy 40 phút được 15 kết á, rất là nhiều cá luôn. Quá trời đóng cá luôn rồi đó, kéo một cái là khẩm mấy xe lái luôn á các bạn, dữ dằn luôn. Đó, bây giờ mình kêu bằng nhóc này á, cho nó sốc. Sốc mình quay chút xíu rồi mình sốc tiếp á, nữa đây, đây. Trời đóng cá rồi. Nè, đẩy chết này quá. Đó. Rồi. Cá rất là sạch, rất là đẹp luôn á các bạn. Đó. Mình có nhận làm cầu ở cái cơm á, đó cầu của mình làm thì mấy anh em giờ mà thấy khỏi chê chỗ nào luôn. Đó, chạy là bắt đầu là dữ dằn luôn á. Cá 3 năm lớn đều gan luôn. Đó. Dữ dằn luôn. Đó, lộn mấy cái chích lê gai nè hả? Mình lựa lụm mấy cái chích ra. Cái này là làm gỏi cái chích thôi. Nhất nách luôn á. Chích lộn lê gai, cái chích bự bự không à. Đều gan luôn các bạn, xương xanh luôn á. Đây nè. Cái gỏi nữa. Đó, giờ mình cải chết cho ngày nó xúc. Xúc chút xíu rồi mình xúc tiếp đó, chứ để mình nó làm lâu lắm. Đó, cái này khoảng mười mấy, 20 kết đó. Đó, có cây cải kết đó. Chưa ra, nghe chưa? Ừ. Để chồng với nó đi. Rồi. Xúc đi. Đó, kết màu vàng luôn mới chẹo à. Đó. Bên mình có nhận làm cào á, mình sẽ để số điện thoại trên màn hình á, có anh em là có cần mà đặt cào thì liên hệ mình á. Đó, các bạn thấy đóng cá thì khỏi nói rồi đó. Lúc bây giờ cũng 3-4 kết về mà mới có một lỗ nữa thôi. Đó, mà cái máy quay mình á đưa xa quay rồi không hết cái đóng cá nổi luôn á. Trời ắt chiều về sống rồi, cái này cũng em mời cá bên ngoài thì còn nhảy rất là nhiều luôn á các bạn. Đây. Đó, bữa nay thì quay cá nhảy á, quay sao lái hơi trong quá, chỗ này nước nó hơi đục quá. Xúc hai kết ở đây. Xúc hai kết ở đây rồi ta xúc. Đó. Cho nhóc mày xúc hai kết ở đây rồi xúc bị đầy cái đó ở trong rồi. Đó mới xúc mấy kết là đầy rồi. Đầy cái đó cũng khoảng 7-8 kết đó các bạn. Đó, vậy là cái này còn khoảng cái chục kết nữa, cũng 17-18 kết à. Cái chích con này con nấy bự kia nè. Quá trời cái chích luôn. Vũ lưới rồi á, vũ lưới rồi cho nó xúc. Quá đẹp luôn. Rồi. Còn nhiều lắm á, nắm lưới vũ không nổi luôn á bạn. Chích cái lỗi à. Quá đẹp luôn. Đây cái gỏi. Chút kết nữa đi. Cá quá đẹp luôn rồi.
luôn. Xúc cá đổ mồ hôi luôn. Đổ đi, về đây đi. Đó, đi dàn chơi đầy cái đó luôn. Đó, mới nửa đóng rồi. Rồi à, bây giờ mình xin tắt máy, mình xúc cá. Đáng ngờ nó làm hơi lâu nên lên cầu nữa. Rồi à, các bạn chờ xem có gì mới rồi mình sẽ quay với các bạn xem. Rồi à, chào các bạn đến với kênh của mình. Giấc này là sáng rồi, đang chạy vô. Bây giờ mình sẽ quay thành quả một đêm của mình cho các bạn xem á. Nếu các bạn thấy hay đừng quên đăng ký và like, nhấn vào chuông để bật thông báo video mới của mình á. Giấc này là 5:40 nha các bạn. Đó, trời cũng hừng đông rồi. Đó, chạy cũng sắp sửa tới bờ rồi. Bữa nay thì căng ở một nơi rất là xa lạ các bạn. Đó, lần đầu tiên mình vô đây luôn. Rồi có gì mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Giờ mình sẽ quay thành quả sau một đêm cho các bạn xem. Đây cá các bạn, ở trước đầy hai thùng rồi, dưới ở sau này là cào sáng được 2, 4, 6 kết đó. Mình kéo mấy cào đầu hôm mình kéo được 15 kết đó. Bây giờ sau kéo 9-10 kết đó, tới khuya mình mới bỏ cào các bạn. Cái này mà gặp mà bỏ cào giác đầu hôm là kéo tới giác này là hết chỗ chớ luôn á. Giấc phi á, hôm trời sóng quá rồi, trời vừa dịu sóng lại là cá mà đổ lên là cá 3 năm nhỏ á. Rất là đều, rất là đẹp luôn. Đó, bữa nay cá phải nói là cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đây, mình quay cá xe nè, giờ gần chút cho các bạn xem á. Con mực bầu nó còn sống luôn à, giận giận luôn á bạn. Đó, cá rất là đều, rất là đẹp luôn á. Một cào cuối cùng được 6 kết đó. Bữa nay là mình được gần 1 tấn đó bạn đó. 6 kết này với 50 kết kia là tổng cộng là được 56 kết đó. 60 kết thì được 1 tấn rồi, 940 kg các bạn. Đó, kết này mình vô là cứng dữ lắm luôn á. Kết này căng là 17 kết đó bạn. À, lộn, xin lỗi các bạn ha, 17 kg. Lộn, cái này mình vô như là 17 kg á. Đó, vô rồi để xíu nó dẻ lên á. Nó dẻ xuống rồi bắt đầu mình mấy ém thêm nữa, chồng lên cho nó bằng mặt kết luôn, thấy vậy với là rất là nặng luôn á. Mấy cái lỗ này nè, thường á là mấy cái lỗ này nè vô là nó bị bọng á. Mấy anh em không biết vô bị bọng rồi, nó mắc cái chỗ này á, nó hốt chỗ này ổn lắm. Để bao bì đầu kia mình mắc ký của mình á, mình lỗ á, thành ra mình vô cho đầy mấy này luôn. Đó, đây mình vô đầy kết luôn. Họ rất là nặng các bạn, 17 kết á, thấy 17 ký lộn hoài luôn. Đó, đang chạy vô nè. Này căng trong bờ nha các bạn, mà một nơi rất là xa lạ luôn. Đó, nhưng mà chưa biết vô địa điểm chính xác là chỗ nào đó. Ghe tải thu mua qua căng các bạn, ông anh mình á, anh Lắm á, ghe thu mua Ngọc Trang á, ghe bự mình quay cho các bạn xem hoài á. Đó, giờ đang chạy vô nè, anh Lắm giờ đang neo ở trỏng á, mà chưa biết địa điểm chỗ nào nè. Vô tới trỏng rồi mình hỏi xem anh chỗ nào mình cập lên mình căng á. Đó, mình không có căng trong bờ, ghe thu mua của anh Lắm qua căng. Đó, nhưng mà mình neo ở ngoài, ngoài này thì rất là sóng gió luôn. Đó, cặp lại thì nó rất là khó khăn đó bạn. Đó, đó mấy anh em rồi, mấy anh em chạy đó quá ghe biển á. Chạy đâu mà hướng xéo dữ dữ không biết, cái đó hướng về hướng sông Đốc rồi. Đó, còn một mấy anh em trên hạ dạy hướng đó thì xéo nhau á bạn. Đó, đây đó cũng khá là xa. Đó, quay mình quay bằng cái máy này không có zoom xa được, không có phóng cho các bạn xem á. Đó, 2, 4, 5 chiếc là chạy về xéo nhau, còn chiếc này là chạy về hướng sông Đốc nè. Ở đây
chút xíu bớt bớt sống rồi mình ngay trước mình dở thùng cho các bạn coi á. Để nhiều khi mình nói không mà rồi mấy anh em không có tin á, bây giờ chút xíu nữa mình thôi, bây giờ không có nói nhiều nữa, giờ mình ra mình dở thùng cho các bạn xem luôn. Đó. Sống này cũng không có nhầm gì đâu. Rồi bây giờ mình ra mình dở cho mấy anh em xem á. Nắp mày lật nắp mày luôn nè, lật nắp lại buộc dây các bạn, nếu không buộc dây thì nó chạy cái nắp nó tụt. Đây đầy thùng á bạn, 25 kết đầy thùng. Đây chở cái này nữa, cái này nắp lật nè. Đó, đầy thùng nữa các bạn. Đó, 50 kết. Đó, giờ mình lấy dây mình buộc lại á. Không có dây buộc lại thì chạy cái nắp đi hơi á. Dàn đựng tấn cá các bạn. Ở bữa nay thì chạy trong này thì cá chỉ ít á. Cá nướng để dành rửa tay á. Mình cầm máy quay á, nếu không thì rửa tay thì nước mặn á mới quay nó mau, hư nó mau bị sét lắm. Đó cá chích rất là tươi luôn. Chích như vậy con cá gỏi á. Cá chích này á là phải ra làm gỏi cái chích thì thôi thì còn gì mà bằng nữa, cá rất là tươi luôn các bạn. Đó, ngoài chợ á bán có mấy chục ngàn ký á, mà nhiều khi cá nó không có được tươi như cá mình cào lên nha. Có con còn sống rồi thôi, mình ngồi mình lựa ở đây nè, chạy nó phóng lên mình cào á, phóng cái nhảy lên lưng mình luôn là hết hồn luôn á. Bữa nay cá xanh xương sáng nó vô không à, giờ mấy cá chích tươi xanh luôn đó, cá chích nè điều gan luôn, bự bự không luôn, quá ngon luôn đó. Cá này mà hái ra làm gỏi một cái là thôi còn gì mà bằng nữa các bạn. Quá trời ngon luôn cái chất đó, sống tạc á, đang chạy vô cũng tốc độ khoảng là 7 lý đó. Cá ăn chỉ thì bữa nay ít rồi đó, được có mấy con bự bự rồi, mình lụm mấy con bự bự rồi nè, mấy con bự mấy con nhỏ mình thả hết rồi đó, bự chưa, chích quá ngon luôn. Đó chạy vô cũng còn khoảng 3 lý nữa mới vô tới bờ đó. Rồi video mình cũng tới đây thôi. Xin chào các bạn nha. Nếu các bạn thấy hay á, đừng quên đăng ký và nhấn vào chuông để bật thông báo video mới của mình á. Nếu các bạn thấy hay á, rồi hẹn gặp lại các bạn lúc sau. Rồi trên hành trình mình đi, mình sẽ quay thấy những gì á, mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem, cũng như là chia sẻ kinh nghiệm ủi cái cơm cho mấy anh em á. Đó. Hành trình mình đi đến đâu á, làm cái nghề này nói chung thì nay đó mai đây cũng không biết, dự định là một chỗ các bạn đó, chỗ nào có cá thì mình đi thôi. Nhiều khi đêm nay á là cá là nằm ở chỗ này chứ sáng lại là mình chạy là khoảng là 50-60 lý rồi đó, cách xa vậy đó, đi theo cá. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn lúc sau.